Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục Góc nhìn của Ban truyền đối ngoại Đài truyền Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vai trò của người phụ nữ rất quan trọng. Trong hoàn cảnh đất khách quê người, qua quá trình hội nhập với nước sở tại nhưng vẫn giữ gìn các giá trị truyền thống dân tộc, hướng về quê hương đất nước, người phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần không nhỏ. Ở gia đình với trách nhiệm là người vợ, người mẹ, phụ nữ Việt ảnh hưởng rất lớn trong việc giáo dục và truyền tiếp các truyền thống dân tộc cho các thế hệ thứ hai, thứ ba. Làm sao để có thể khuyến khích, vận động và tập hợp tiềm năng rất lớn của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài? Trong việc này, vai trò của các tổ chức hội đoàn phụ nữ rất quan trọng. Các tổ chức phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài được hình thành một phần phát sinh từ nhu cầu của chính chị em phụ nữ, muốn có nơi sinh hoạt chung và sau đó lại trở thành động lực để lan tỏa và tập hợp tiềm lực của chị em. Như ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chương trình Góc nhìn của chúng tôi xin được chọn chủ đề về vai trò của những người phụ nữ trong các gia đình và hoạt động cộng đồng người Việt ta ở nước ngoài. Và xin được trân trọng giới thiệu có mặt tại trường quay lúc này là bà Vũ Thị An Bình, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa, Ukraine. Và tham gia trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta có bà Hoàng Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là một bộ phận trong cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại 109 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đóng vai trò quan trọng là cầu nối quan hệ giữa Việt Nam với các nước sở tại, góp phần tích cực vào việc tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, cổ vũ động viên người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao ý thức tự hào dân tộc, lòng yêu nước, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn và hội nhập vào nước sở tại. Tại một số nước được sự quan tâm giúp đỡ của cơ quan đại diện Việt Nam và Hội người Việt Nam, các tổ chức phụ nữ Việt Nam đã được thành lập dưới nhiều hình thức như hội phụ nữ, câu lạc bộ phụ nữ, chi hội phụ nữ, ban phụ nữ. Theo thống kê sơ bộ, hiện các tổ chức phụ nữ đã được thành lập tại hơn 17 quốc gia, trong đó phần lớn tập trung ở châu Âu. Hầu hết các hội đoàn này đều hoạt động theo quy mô tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, cũng có những tổ chức trên quy mô toàn quốc. Nhiều tổ chức hoạt động quy củ, chặt chẽ, có tôn chỉ mục đích rõ ràng, định kỳ tổ chức đại hội, bầu đoàn chủ tịch, ban chấp hành và xác định chương trình hoạt động của nhiệm kỳ. Một số tổ chức đã đăng ký hoạt động chính thức ở nước sở tại với tư cách là tổ chức phi chính phủ. Có tổ chức đã hoạt động từ 10 đến 20 năm như Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, Đức, Nga. Hầu như là trong các hội đồng hương thì đều có các tiểu ban phụ nữ hoặc là có các chi hội phụ nữ thuộc các hội đồng hương. Và qua các hoạt động của Hội Người Việt thì chúng tôi nhận thấy rằng các chị em phụ nữ luôn luôn kề vai sát cánh cùng những người chồng của mình hay là cùng các anh trong Hội Người Việt hay là trong hội đồng hương tham gia tích cực vào các hoạt động thiện nguyện như là đóng góp, giúp đỡ đồng bào bão lụt ở trong nước này, hay là các chị em cũng tham gia tích cực vào việc chuẩn bị những cái ngày lễ lớn. Thông qua tổ chức của giới mình, chị em đã có nhiều hoạt động đa dạng, đáp ứng nhu cầu đặc thù của phụ nữ hoặc nhu cầu chung của cả cộng đồng, như tổ chức kỷ niệm các ngày lễ Tết truyền thống của dân tộc, biểu diễn văn nghệ, nói chuyện về chăm sóc sức khỏe và tâm lý, tổ chức lớp học tiếng Việt, tổ chức vui chơi, phát phần thưởng cho các cháu có thành tích học tập cao, hoặc tổ chức các chương trình giúp các cháu tìm hiểu về văn hóa Việt, tư vấn pháp luật, tư vấn giải quyết mâu thuẫn gia đình. Chúng tôi trước tiên là phải làm sao mà để cho bà con theo gương chúng tôi. Tức là tất nhiên ai thì sang đây cũng cơm áo gạo tiền hết. Thế nhưng mà cái tấm lòng của mình là cao cả nhất. Để làm sao mà cái phụ nữ thời bình này là mọi bà con hoặc chị em là phải tích cực, phải giúp đỡ, làm sao công việc của gia đình phải đảm đang và ngoài xã hội cũng phải là giúp cho bà con được coi như là ấm êm, trong ấm ngoài êm, mà coi như chị em này phải tươi vui vì thời đại này là nó thời đại mới thôi. Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài cũng thực hiện nhiều hoạt động từ thiện hướng về Tổ quốc như quyên góp ủng hộ các chương trình Trái tim cho em, Quỹ vì người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, cứu trợ nạn nhân thiên tai, hoạn nạn, đóng góp xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo, quyên góp hướng về biển đảo Tổ quốc. Nhiều chị em còn tích cực đóng góp nguồn lực chất xám, kết nối trong nước với các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước, vận động sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho công cuộc xây dựng đất nước.
Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được dành cho bà An Bình. Thưa bà An Bình, Hội Phụ nữ Việt Nam tại tỉnh Odessa, Ukraine thì được thành lập như thế nào? Hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa thành lập vào năm 2009. Sau 15 năm khi Hội Người Việt tỉnh Odessa được thành lập, khi đó thì cộng đồng đã tương đối là lớn mạnh, vững và ổn định. Vì thế các hoạt động của hội ấy cần phải được quy củ hơn và cụ thể hơn. Vì thế và cái Hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa ấy, thành lập đúng như là nhu cầu tất yếu, để cho nó như là một cái cầu nối để cho hội hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của chị em phụ nữ trong cộng đồng, cùng nữa là và phát huy được cái sức mạnh tiềm năng của chị em trong các phong trào của cộng đồng. Thêm nữa là đó là cái sân chơi riêng cho dành cho chị em, đó là nơi để các chị em trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong việc giáo dục con cái, trong cái việc sinh hoạt, trong việc gìn giữ lại văn hóa truyền thống của đất nước, của dân tộc. Vậy Hội Phụ nữ Việt Nam tại Odessa, Ukraine thì được phát triển ra sao? Hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa là có khoảng gần 400 thành viên và đã trải qua được là đến nay thì là đã kiện toàn được tổ chức. Chúng tôi đã có được các ban chấp hành của từng chi hội, trong đó là 4 chi hội là gồm các cụm dân cư, và các hoạt động của có từng ban bệ như là ban từ thiện, ban phụ trách về thanh thiếu niên và ban văn nghệ, bởi vì có những hoạt động và đến nay thì những vai trò của hội phụ nữ trong các hoạt động cộng đồng rất là quan trọng, trong các việc trong những việc hoạt động như là dành cho các thanh thiếu niên thế hệ thứ hai, trong việc trong công tác từ thiện, trong việc ngoại giao nhân dân và trong các việc gìn giữ lại những truyền thống của dân tộc trong những ngày hội lễ kỷ niệm hướng về Tổ quốc. Trong thời gian đầu khi mà mới thành lập thì chắc hẳn là hội đã gặp phải không ít khó khăn. Vậy bà có thể chia sẻ một chút về những kỷ niệm đáng nhớ với hội được không ạ? Chị em phụ nữ chúng tôi khi mà bắt đầu nhận cái trách nhiệm là trong ban chấp hành của hội phụ nữ, thực ra các hoạt động đầu tiên rất là non nớt, mà nói chung là phải dò dẫm nhiều cái, tại vì chúng tôi không phải là người hoạt động chuyên, không được qua trường lớp. Đó là cái khó của chúng tôi. Vì thế mà có những cái nó rất là, có thể nói rằng là rất là ấu trĩ. Và khi ví dụ thôi, đó là trong chúng tôi có ban hòa giải, có một trường hợp là chúng tôi cần phải can thiệp. Thế nhưng mà về quy luật ở nước ngoài hay là nói chung mình không thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của gia đình. Vì thế mà muốn là chị em phải mạnh dạn chẳng hạn viết đơn thì chúng tôi mới có thể can thiệp, có thể mà góp ý, và những cái đấy thì lại vẫn phải khó khăn. Cuối cùng chỉ với là tư cách là hàng xóm với lại người lớn tuổi hơn để mà khuyên giải, chứ không thể các với tư cách là của người phụ nữ được. Vâng, vậy Hội Phụ nữ tại Cộng hòa Séc thì có bao nhiêu thành viên và mô hình hoạt động như thế nào thưa bà Nga? Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc hiện nay thì có khoảng 34 câu lạc bộ phụ nữ của các tỉnh. Và cái thành viên của các câu lạc bộ ấy thì câu lạc bộ nào ít nhất cũng có 50 thành viên, và câu lạc bộ nào nhiều nhất là có 200 thành viên. Câu hỏi tiếp theo thì tôi xin được dành cho cả hai vị khách mời, đó là theo các vị, hội phụ nữ phải gắn kết với cộng đồng thông qua những hoạt động như thế nào? Xin mời bà Bình. Hội phụ nữ gắn kết với cộng đồng qua những hoạt động đó thì đúng là đó là hoạt động chung cho những ngày lễ lớn, kỷ niệm lễ lớn của dân tộc như ngày Quốc khánh mùng 2/9, ngày lễ Tết cổ truyền, ngày và có những hoạt động dành cho các em nhỏ là ngày trăm trung thu, vừa là để gìn giữ lại những cái truyền thống, những cái nét riêng của dân tộc, vừa là để cho các cháu nói được tiếng Việt, vừa để cho con đó là sự quan tâm của cộng đồng đối với thế hệ thứ hai. Thêm nữa là tổ chức chạy hè cho các cháu ngày mỗi nhân ngày dịp kết thúc năm học mùng 1 tháng 6, và thêm nữa là hoạt động về văn hóa, truyền bá văn hóa, quảng bá văn hóa của Việt Nam mình đối với nước sở tại, và đó là thêm đó là cộng hoạt động
của ban từ thiện. Ý kiến của bà Nga về vấn đề này như thế nào? Hội phụ nữ là các cái câu lạc bộ chủ yếu tại cơ sở thì luôn luôn gắn kết với các cái phong trào của cộng đồng, ví dụ như là Tết Trung Thu hoặc là Tết cộng đồng, Tết âm lịch ấy. Đấy, và cái Tết dương lịch của Tây thì thường là gắn kết với cộng đồng. Và cái mô hình của chị em của các câu lạc bộ tại các vùng thì chị em cũng tự đưa ra các cái chủ đề sinh hoạt riêng cho mình. Và hai cái ngày chủ yếu nhất trong năm là mùng 8 tháng 3 và 20 tháng 10 thì chị em cũng để tạo cái điều kiện để gặp, giao lưu và gặp gỡ. Và nhất là những chị em hoàn cảnh mà khó khăn thì cũng hội phụ nữ cũng hỗ trợ được rất nhiều. Bởi vì trong các câu lạc bộ của các hội phụ nữ thì thường là cũng có một cái nhóm để từ thiện, và trưởng ban từ thiện sẽ làm những cái việc để hỗ trợ cho chị em. Bởi vì hoàn cảnh mà khó khăn ở của chị em ở trên Cộng hòa Séc nói riêng và ở chị em ở nước ngoài nói chung là cũng gặp rất nhiều cái hoàn cảnh khó khăn và éo le. Những hoạt động đó thì đã đáp ứng được nhu cầu của chị em phụ nữ ở nước ngoài hay chưa? Và đặc biệt là đã đáp ứng được nhu cầu của cả cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hay chưa? Tôi nghĩ rằng là phần lớn là vẫn đáp ứng được. Vì thứ nhất là nói riêng về hội phụ nữ thì đó là tạo sân chơi riêng cho chị em. Thứ hai nữa là giúp chị em, giúp cả cộng đồng để gìn giữ lại được những cái truyền thống văn hóa của dân tộc. Thứ ba nữa là nơi để chia sẻ những khó khăn, trao đổi kinh nghiệm của chị em hội người Việt cũng như là hội phụ nữ đang cố gắng hết sức mình để cho một mặt là để giữ lại cái khoảng của Việt Nam của mình, một mặt nữa là để gắn kết để cho chị em phụ nữ hòa nhập với cộng cái nước sở tại và cuộc sống của nước sở tại. Có thể thấy thì là những cái kết quả mà hội phụ nữ tại Ukraine cũng như là tại Séc thì đã mang lại rất là tích cực cho cái hoạt động của cộng đồng. Vậy với vai trò là những người đứng đầu thì bà Bình và bà Nga có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân làm sao để có thể làm tốt vai trò lãnh đạo và đồng thời cũng là nêu gương và vận động cho các chị em phụ nữ ở trong hội được không ạ? Xin mời bà Bình. Tôi nghĩ là trước tiên chúng tôi phải gương mẫu, phải đi đầu trong các hoạt động. Thứ hai là luôn trong các công tác, trong hoạt động công tác hội phụ nữ thì chúng tôi luôn đổi mới tư duy để làm sao cho đổi mới các hoạt động để cho phù hợp với từng lứa tuổi và thu hút càng ngày càng đông chị em tham gia. Thứ hai là các cán bộ chúng tôi luôn đi sâu sát và nắm được cái tâm tư tình cảm của từng chị em, từng khu. Vì thế mà cái vai trò của các chị em trong chi hội phụ nữ rất là quan trọng để hiểu rõ được từng cá nhân. Để thêm nữa là chúng tôi sau mỗi một lần khóa hoạt động thì thường có cái cuộc buổi rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn trong các công tác hoạt động. Và thêm ngoài ra là phải phối hợp chặt chẽ với các ban ngành khác, những cái hội đoàn khác trong hội người Việt để cho các hoạt động nó có hiệu quả hơn. Vâng, thưa bà Nga. Cái hỗ trợ cho chị em trong cái hoàn cảnh và đặc biệt nhất là của chị em ở nước ngoài như thế này thì chị em thì thường là làm ăn kinh doanh bằng những công ty của cá nhân chứ không trực thuộc vào công ty của nhà nước. Cho nên là cái thời gian để chị em sinh hoạt nó rất là eo hẹp. Và để mà tập hợp lại được chị em thì chúng tôi thường là phải chọn vào những các ngày nghỉ, ví dụ như các ngày lễ hoặc thứ bảy chủ nhật để tổ chức các cái hoạt động của phong trào phụ nữ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một bộ phận không nhỏ phụ nữ Việt rời quê hương sang học tập, làm ăn và định cư ở nước ngoài từ trẻ, lập gia đình và lấy chồng ở nước sở tại. Con em của họ được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Chính vì vậy, các chị luôn mong muốn làm sao truyền dạy để thế hệ sau hiểu được cội nguồn và từ đó mong muốn khám phá những nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Lớp học tiếng Việt này khá đặc biệt vì chỉ được tổ chức hàng tháng với những học sinh chủ yếu là con em Việt Kiều đang sinh sống và làm việc quanh thủ đô Washington DC. Các cô giáo ở đây đều tình nguyện đứng lớp không thù lao với mong muốn duy nhất là giữ lấy tiếng Việt cho chính con em của mình.
Khi các con sang đây thì phần lớn các con đều giao lưu rồi học tập ở trường thì đều là tiếng Anh. Thế nên là cái cơ hội để gìn giữ ngôn ngữ tiếng Việt thì vẫn còn thiếu. Thế nên bọn mình thành lập một cái lớp ở cái quy mô rất là nhỏ gọn như này. Những lớp học tiếng Việt như vậy đang ngày càng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới, nhất là tại những quốc gia có đông kiều bào sinh sống. Thành quả đó có vai trò rất lớn của các bà, các mẹ đang sinh sống tại nước ngoài. Họ chính là những người giữ lửa và dốc bao tâm huyết cho công cuộc gieo chữ Việt nơi xứ người. Lúc mà trẻ không đến thì bố mẹ cũng thúc giục, thầy cô cũng gọi các trẻ đến. Tại vì trẻ là bây giờ họ học cả tiếng Thái, cả tiếng Việt thì các cháu cũng vui mừng đi học, phấn khởi trong lòng là thích chữ Việt. Còn với nghệ sĩ chèo Hoàng Thị Dư, hiện đang định cư tại Đức, truyền dạy cho các con tình yêu âm nhạc dân tộc chính là cách để chị hướng các con về với cội nguồn. Tôi chỉ mong sao rằng các con, các cháu sinh ra ở nước ngoài chịu nghe chèo và cảm nhận cũng như là thấy được cái giá trị quý báu của cha ông cha ta. Đó là một cái thành quả thật vô cùng quý giá, đã được nâng niu trân trọng. Nguyên đó thôi đã làm chúng ta vui lắm rồi, đã là một cái góp phần trong cái việc bảo tồn nghệ thuật dân tộc rồi. Không chỉ từng cá nhân của các chị em nỗ lực gìn giữ văn hóa cội nguồn nơi xứ người, mà các hội đoàn hiện nay cũng đã và đang làm rất tốt công tác đó. Từ phát động phong trào, dàn dựng các tiết mục văn nghệ truyền thống, quảng bá ẩm thực Việt Nam, bồi dưỡng cho các thế hệ trẻ, đều không thể thiếu công sức và nhiệt huyết của các bà, các mẹ. Cố gắng bố trí để trong ngày có những cái giờ về để gần gũi các cháu, dạy các cháu những cái nội trợ hay tiếng Việt. Nhiều kiều bào chia sẻ rằng, ở đâu có sự góp sức của các chị em, là ở đó các hoạt động phong trào cộng đồng chắc chắn sẽ thành công. Điều này quả thật không sai, bởi dù xa quê hương, nhưng tố chất của những người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn tỏa sáng. Việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, đặc biệt là việc giữ gìn tiếng Việt thì đang là một vấn đề rất là khó khăn cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Rất nhiều các bạn trẻ thế hệ thứ 3, thứ 4 ở nước ngoài thì không thể nói được tiếng Việt, không thể viết được tiếng Việt. Vậy tại Odessa, Ukraine thì hội phụ nữ đã khắc phục vấn đề này như thế nào? Chúng tôi cũng nhiều năm rồi thì là luôn duy trì song song với sự tồn tại của cộng đồng, đó là duy trì tiếng Việt trong từng gia đình, tiếng Việt trong cộng đồng. Hiện tại thì là chúng tôi có 4 cụm dân cư và có mỗi cụm dân cư có một phòng học tiếng Việt và mỗi phòng là có 2 lớp học tiếng Việt. Mỗi lớp là khoảng 17 đến 10 đến 12, 15 các cháu. Sách giáo khoa thì là sử dụng sách giáo khoa của Bộ Giáo dục ở Việt Nam chuyển sang, kể cả sách vở cũng thế. Và chúng tôi hiện tại là có 3 cô giáo dạy tiếng Việt. Chúng chủ yếu là dạy lớp tiểu học thôi, để làm sao cho các cháu được nói được tiếng Việt, đọc được tiếng Việt, viết được tiếng Việt. Và ngoài ra thì cũng được sự giúp đỡ của đại sứ quán, vì năm 2017 thì đã cử cô giáo về tập huấn của học tiếng Việt. Và thêm đó nữa là năm 2017 theo phát động của đại sứ quán là năm tiếng Việt thì là chúng tôi đã tổ chức chạy hè mà nói tiếng Việt cho các em. Nhưng trước hết thì để mà duy trì tiếng Việt ấy, đó thì là phải duy trì từng gia đình. Cũng may là bên Odessa chúng tôi thì người Việt ở tương đối là co cụm ở từng các cụm dân cư, vì thế là cái chuyện giao lưu và nói tiếng Việt hàng ngày nó không phải là vấn đề. Còn tại Cộng hòa Séc thì hội phụ nữ đã có những mô hình như thế nào để có thể giữ gìn và phát huy được truyền thống của dân tộc, thưa bà Nga? Tại Cộng hòa Séc thì chúng tôi có những cái chương trình hàng năm, ví dụ như là ngày Tết thiếu nhi thì chúng tôi sẽ tổ chức Tết Trung thu với tất cả những cái nội dung để cho các cháu nhớ về cái sự tích của Trung thu ra làm sao. Rồi cái Tết của cộng đồng thì thường là chị em cũng đứng ra để tổ chức. Ví dụ như trong Tết cộng đồng thì cũng có những cái buổi mà để chúc thọ
cho các ông bà mà sang đây sinh sống hoặc làm ăn hoặc ở với các con cái tuổi từ 70 trở lên thì cũng có những cái buổi lễ để chúc thọ mừng cho các ông các bà, và một cái hoạt động rất là ý nghĩa và thiết thực đấy là Trung ương Hội Phụ Nữ và kết hợp với Hội Phật Tử là hàng năm là chúng tôi tổ chức được một cái trại hè về nguồn cho các cháu. Cái trại hè về nguồn này thì cứ mỗi một năm thì thu hút từ khoảng độ 80 đến 120 cháu, mà trại hè về nguồn thì năm nay đã bước sang năm thứ 10. Theo hai vị khách mời thì những khó khăn mà phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài đang gặp phải trong việc giữ gìn và phát huy những bản sắc của dân tộc là gì ạ? Theo tôi nghĩ thì đối với thế hệ chúng tôi khi mà đã có cái gốc ở Việt Nam rồi thì đó nó không có vấn đề lắm, nhưng mà vấn đề nữa là do dành cho các thế hệ trẻ. Thứ hai, các cháu trưởng thành rồi vẫn có gia đình riêng thì cái và đã hội nhập tương đối sâu vào trong nước sở tại, cuộc sống ở nước sở tại, vì thế mà thời gian eo hẹp hơn và cái môi trường nó khó hơn để mà duy trì, để mà gìn giữ lại những cái tinh hoa của đất nước, của dân tộc mình rất là khó, cộng với lại ở tương đối là rải rác. Cái thế hệ chúng tôi thì tương đối là có cụm, nhưng mà thế hệ sau này thì tương đối là ở rải rác, cái liên kết nó không còn được như thế hệ trước nữa. Đâm đó là cái vấn đề mà chúng tôi cần phải suy nghĩ, cần phải làm nhiều các hoạt động hơn, cố gắng làm sao để lôi kéo được cái thế hệ trẻ vào trong những cái hoạt động của cộng đồng. Ý kiến của bà Nga về vấn đề này như thế nào? Chị em luôn luôn nhớ đến những cái tức là cái tâm linh của mình. Thế nhưng mà cái thời gian nó rất là eo hẹp, vì thế cho nên là rất là vất vả. Mặc dù là muốn nhớ, muốn làm, thế nhưng mà cái sự làm đấy thì nó cũng không được toại nguyện như ý. Và cái sự hỗ trợ của chúng tôi thì cũng thực ra thì mỗi chị em mỗi một hoàn cảnh, cho nên là cũng chỉ có thể là tạo một cái điều kiện, tức là gần gũi nhau và chia sẻ với nhau, và có thể tư vấn giúp nhau về cái cách làm như thế nào để cho nó tốt, và để cho chị em luôn luôn cảm thấy là cái việc làm của mình nó có ý nghĩa với cội nguồn. Và hơn nữa thì thực ra các cháu sinh ra ở nước ngoài thì là cái thế hệ thứ ba này, gần như là cái văn hóa Việt là các cháu cũng bị mai một và thường là đến trường của Tây, cho nên bây giờ khi mà về gia đình ấy, thì là gần như là các cháu cũng không mấy khi sử dụng cái tiếng Việt. Vì thế cho nên trong cái những cái buổi sinh hoạt hoặc là những cái buổi mà trao đổi thì chị em cũng luôn luôn nhắc nhở nhau là ngoài cái việc mà con cái đến trường học thì cố gắng là khi về gia đình thì chúng ta không nên dùng tiếng nước ngoài và tự dùng tiếng Việt, để cho con cái không quên được cái tiếng phổ thông của tiếng Việt của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, hiện nay phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận quan trọng trong cộng đồng với số lượng ngày càng tăng, thành phần ngày càng phong phú và có nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của cộng đồng cũng như sự gắn bó của cộng đồng với đất nước. Nhưng để duy trì vai trò người phụ nữ vừa hiện đại vừa duy trì truyền thống Việt cũng đang là một thách thức lớn với mỗi người phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của họ về những kỳ vọng và sự giúp đỡ trong cộng đồng trong bối cảnh xã hội hiện đại. Tôi rất là mong muốn các tổ chức hội đoàn ở trong nước như là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan hữu quan cũng quan tâm giúp đỡ cho các chị em phụ nữ đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài như ở Liên bang Nga được học tập vào những cái lớp đào tạo các kỹ năng về hoạt động cộng đồng. Và khi mà các chị em nòng cốt trong các tổ chức xã hội của cộng đồng ấy có được những cái kiến thức về việc tổ chức hoạt động cộng đồng rồi thì các chị em có thể truyền bá lại cho các chị em phụ nữ khác để làm sao mà mình có thể tham gia công tác xã hội được tốt hơn, tổ chức các hoạt động một cách có hiệu quả hơn. Em mong rằng là tất cả các hội đoàn chúng ta nên đoàn kết và để luôn luôn phấn đấu để trở thành một người phụ nữ đảm việc nước
đảm việc nhà và giỏi việc nước, thì cũng mong rằng các cơ quan sứ quán và các trung tâm thương mại quan tâm giúp đỡ chúng em nhiều hơn để chúng em hoàn thành tốt những nhiệm vụ của người phụ nữ ạ. Điều đầu tiên mà tôi muốn nói ở đây là tất cả chị em trong ban chấp hành đều củng cố và xây dựng để đưa chị em được nâng cao về mặt học vấn. Và điểm nhấn thứ hai là đưa chị em tập trung để tạo lên những cái phong trào văn hóa văn nghệ cũng như là phong trào của nói chung của toàn cộng đồng. Và điểm nhấn thứ ba ở đây là cuộc sống, đời sống thường ngày của chị em được quan tâm hơn nữa, được tham gia đều đặn tất cả những khóa học. Nói chung phụ nữ chúng tôi bây giờ còn rất phải gặp nhiều khó khăn ở bên nước bạn. Ví dụ bây giờ chị em đi làm kinh doanh thì có những cái khúc mắc về trong cái vấn đề về giấy tờ và trú ngụ ở đây nó không được, coi như là nói chung là chưa được bạn người ta tán thành. Cho nên tôi và trong ban chúng tôi đều phải là người đi coi như là giúp đỡ bà con những cái vấn đề này. Đấy, thì trước tiên thì chỉ mong ban ngành hoặc là những cái cơ quan chức năng ở Lào giúp đỡ chị em chúng tôi, cho chị em chúng tôi được coi như là vừa làm một người phụ nữ đảm và chiều chồng, rồi là lại khéo nuôi con, rồi lại hăng say với công việc của xã hội, giúp đỡ những bà con kém hơn mình. Trong xã hội ngày nay, người phụ nữ gặp phải không ít áp lực từ công việc cũng như là từ gia đình. Vậy lúc này vai trò của hội phụ nữ có ảnh hưởng như thế nào tới người phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài? Thưa hai vị khách mời. Về vấn đề mà để mà hội nhập thì là hòa nhập vào đó để cho bớt đi cái căng thẳng. Trong đấy thì chúng tôi có những cái buổi tham quan, có những buổi mà giao lưu với lại có chương trình của thành phố đó. Và thêm nữa rằng là để cho chị em hiểu biết thêm về cuộc sống, về con người ở Ukraine thì chúng tôi có những thường xuyên hàng năm, thường niên có những cái buổi tham quan du lịch ở trong đất nước đó. Cái vai trò của hội phụ nữ ở Việt Nam và nước ngoài ấy, thì để giúp chị em gắn kết và giao lưu và gần gũi và luôn luôn biết được là cái vai trò của người phụ nữ, thì hàng năm Trung ương hội tổ chức, chúng tôi thường tổ chức một cái dạ hội tâm xuân, thường là vào mùng 8 tháng 3. Thì nhân cái dịp này thì tất cả các cái câu lạc bộ trên toàn Séc, chị em tụ hội về để gặp gỡ, để giao lưu. Và trong những cái chương trình của cái dạ hội tâm xuân này thì chúng tôi cũng đưa ra rất nhiều những cái chủ đề. Có những năm thì đưa ra chủ đề khéo tay hay làm, có những năm thì đưa ra những cái chủ đề duyên dáng áo dài, có những năm đưa ra những chủ đề cho chị em thi những giọng hát hay đấy, hoặc là có những chủ đề về những đêm thơ để cho chị em chia sẻ và chị em bộc lộ được cái khả năng của mình. Vậy ngoài việc tích cực tham gia vào những hoạt động cộng đồng thì sự kết nối của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài với các hội đoàn cũng như là các cơ quan chức năng ở trong nước thì như thế nào? Thưa hai vị khách mời. Về cái việc tích cực về cái tham gia vào với cái hệ thống hội cũng như các cái cơ quan của hội ở trong nước ấy, thì chị em chúng tôi cũng có những cái việc làm cụ thể. Đấy là vào những cái chương trình mà từ thiện, ví dụ như là hướng về miền Trung, hoặc là những cái chương trình xóa đói giảm nghèo. Thì cụ thể là tại Cộng hòa Séc thì Trung ương hội phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã ủng hộ và đầu tư 100 triệu đồng tiền Việt Nam làm vốn cho hội phụ nữ Thanh Hóa để chị em dùng vốn để kinh doanh cho những cái hộ khó khăn, nghèo để kinh doanh. Và những cái chương trình từ thiện thì hàng năm chúng tôi cũng có những cái chương trình từ thiện cụ thể cho lũ lụt miền Trung. Ví dụ như chương trình năm 2017 thì chúng tôi cũng cùng với Trung ương Hội Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam là đưa cái chương trình từ thiện này vào cũng được khoảng 100 triệu đồng tiền Việt Nam. Ngoài ra thì có những cái chương trình thiết thực nữa, ví dụ như là
chị em trực tiếp ở câu lạc bộ phụ nữ khép thì có những cái tài trợ cụ thể và cái ủng hộ từ thể cho những chị em mà ở Việt Nam mà khi mà đi bộ đội về gặp khó khăn, hoặc các chị cũng đã có những cái khoản tiền rất là lớn đầu tư vào các bệnh viện để có những cái máy móc công dụng cụ để phục vụ cho các cháu. Vì Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Odisha chưa là thành viên của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, nói chung là tất cả Ukraine đều chưa là thành viên của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Tôi có mong muốn là chúng tôi được đứng trong, được là thành viên của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, phụ nữ ở bất cứ thời đại nào, quốc gia hay dân tộc nào cũng giữ vai trò trọng yếu trong việc xây dựng gia đình và cộng đồng, trong sáng tạo và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc. Điều này càng đặc biệt đúng khi họ sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Một cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định và phát triển, có địa vị pháp lý vững vàng, được chính quyền các quốc gia công nhận ngày nay, có sự đóng góp không nhỏ của mỗi cá nhân phụ nữ. Bởi vì mỗi cá nhân, gia đình ổn định và phát triển thì cộng đồng mới ổn định và phát triển. Mà để mỗi gia đình, tế bào của xã hội ổn định và phát triển, nhất thiết phải có người phụ nữ, hạt nhân của tế bào đó. Chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn. Nhân đây tôi xin nhân dịp 20 tháng 10, Ngày Phụ Nữ Việt Nam, tôi xin chúc toàn thể chị em phụ nữ Việt Nam trong nước cũng như trên toàn thế giới sức khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công trong cuộc sống. Vâng, xin cảm ơn ạ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.